Ba đời, ba đời nhà Vơ Vi. Đây là Nô Si. Các bạn nhìn hai cái dáng nằm mà có giống nhau không? Đây là con gái của Messi. Đây là villa với đống đổ nát sau khi nghịch phá xong thì lan ra ngủ với nhau. Suy đang mơ cái gì mà ngủ thỉnh thoảng nó ngáy. Bình thường thì không ngáy đâu, nằm yên đó. Cả họ nhà nó nằm giống nhau. Đây là con trai của đây là con trai của Messi và Bruno. Con gái của Messi đấy. Messi. Rồi thôi thôi rồi ngủ đi, anh xin lỗi nhá, lại để cả hai mẹ con giận. Rồi ngủ đi. Nhìn hai mẹ con nó có thể. Mọi người nhìn hai mẹ con nó có thấy giống nhau không? Sao mà thấy nó giống y lột vậy? Trời nào, ngủ đi Siro. Sau khi không nằm dáng nằm nghiêng nữa thì quay ra nằm úp bụng. Nằm úp bụng cũng giống nhau. Đây. Mẹ con nhà nó đấy. Ui sao. Siro ngủ đi. Bà ngoại, mẹ và cháu. Siro là con cái được giữ lại để gây giống tiếp bước của Messi, một con cái rất nghịch.
đây là thần đường. Cho em ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Hai mọi người nha. Cho Siro ngủ đi.